con người quyết chiến với các vị thần phương Tây. Hoa Hạ Xuyên không giả đè lên Thiên Quốc làm họ khó thở. Thiên Quốc để đảo ngược tình thế liền phái người vào Thiên Mộ, cố gắng đánh thức thiên đạo chiến đấu cho họ. Nhưng thủ mộ Trần thị tộc không phải là của Hồng Mềm. Phía trước là Thiên Môn, mở nó ra, chúng ta có thể vào Thiên Mộ. Cái này không yếu đâu. Kiếm tới, nhất kiếm khai Thiên Môn. Thật là một hệ thống pháp luật bạo lực, các quy tắc khác nhau đẩy lẫn nhau. Hay là Thiên Mộ chôn không chỉ có một thiên đạo? Có người tới rồi, khí tức rất mạnh. Thiên Mộ trọng địa, cấm người khác vào. Các hạ là Trần thị tộc. Thiên Mộ thủ mộ nhân Trần Nam, ở đây ngoại trừ gia tộc Trần thị, người ngoài không được vào. Trần Nam các hạ, có người dùng bí pháp trà vào Thiên Mộ, cố gắng hồi sinh thiên đạo, chúng ta đến là vì họ. Vô lý, có ta canh giữ Thiên Mộ, người ngoài căn bản không vào được. Lão Tiêu, đã bảo ngươi đừng nói lý lẽ với người khác nữa. Thế giới của tu chân giả chỉ tôn trọng kẻ mạnh. Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Hiểu rồi. Kim Long Thủ. Mạnh thật, cảm giác như hắn là bất khả chiến bại. Võ Tổ không được hành động hấp tấp. Trong vũ trụ chiều của hắn, hắn đã từng chấm sát sự tồn tại của thiên đạo. Thật là khủng khiếp. Hắn vậy mà lại mạnh như vậy. Mạnh như thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là người phát ngôn của thiên đạo. Con đường thiên đạo, phải uy lực cỡ nào? Thật thú vị, ta sẽ cho người lãnh hai chiêu. Côn bằng bảo thuật. Diệt thiên thủ. Dùng toàn lực đi, tấn công thăm dò chỉ là vô nghĩa. Tha hóa thủ đại pháp. Đảo ngược hỗn loạn. Âm dương sinh tử hư thực hư không. Hảo gia hỏa, ảo thật đấy. Một người thì biến đổi mọi thứ, một người kiểm soát 8 loại quy tắc hàng đầu. Mạnh mẽ thái quá, họ ai giỏi hơn ai nhỉ? Giờ hơi khó nói, hai người đã dùng toàn lực đánh nhau, sẽ sớm biết thôi. Đây mới là cường giả, quy tắc giúp tăng cường tu luyện. Tất cả đều do một sư phụ dạy, không thể sai được. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ một mình ngươi, chắc là không thể giết được thiên đạo. Ta có một trận pháp, sau khi phát ra có thể chảm ngươi. Tiếng kèn báo động, có người xâm nhập. Người chim của Thiên Quốc đã vào rồi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Sức mạnh thật đáng sợ, ta rốt cuộc là đã hồi sinh cái gì vậy? Mạnh đến mức không có bạn bè, chỉ cần một tia khí tức. Liên trả 10 vạn thiên sứ tinh nhuệ của ta. Tìm kiếm chúng, bắt những tên trộm đó cho ta. Đồ đã đến tay rồi, chúng ta nên đi thôi. Đi mau đừng chậm trễ một giây nào. Thủ mộ già ở đây quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Thế rồi, phía trước chính là lỗ hổng, chúng ta đi. Chết tiệt, có một lỗ hổng ở đây, chỉ có một vài con chuột tận dụng được nó. Đóng lại cho ta. Những năm tháng bất tận trôi qua, lật thiên đạo tái hợp, ta đã trở lại rồi. Là chúng đã hồi sinh ngươi sao? Chỉ là mấy con kiến cũng xứng. Nhưng mà cái tên tử khí đầy người kia có chút thú vị. Hắn đã giúp ta tìm lại mảnh vỡ cuối cùng. Giờ hãy cút về đi, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, sau đó đến thế gian. Hắn chính là thiên đạo, thứ này thật sự có thể giết sao? Chúng ta các cường giả tụ tập, sợ hắn không đánh đủ. Khi nói đến khoe khoang ta không có cơ hội, chỉ phục ngươi. Ngay cả vũ trụ hỗn độn cũng có thể khống chế. Một đám thiên đạo tính là cái gì? Ngươi còn mời người giúp đỡ nữa. Thanh Thiên, Thương Thiên, Phùng Thiên, U Minh Thiên, đến đây giúp ta. Bốn người bọn họ thực lực cũng không yếu. Trần Nam các hạ, tay các anh em chúng ta đang rất ngứa. Lát nữa nên đánh như thế nào? Bốn tên đó giao cho các ngươi, thiên đạo giao cho ta. Thiên sinh ý. Ra đây đi, cần thiên đạo. Bài kiến chủ nhân.
À đu, hắn vậy mà lại nuôi một phương thiên đạo. Thứ này cũng có thể làm thú cưng sao? Trần Nam triệu hồi một tân thiên đạo. Các cường giả ở đây đều hóa đá, bởi vì họ không thể nghĩ ra thứ gì hấp dẫn hơn. Đi đi, xé xác hắn nuốt chửng hắn. Ngươi sẽ trở thành thiên đạo duy nhất của thế giới chúng ta. Ngươi cứ chết đi là được rồi, vì sao lại muốn sống lại thế? Thiên đạo luật pháp miểu sát thuật. Không chỉ mình ngươi có thể, xem chiêu. Ta tưởng họ sẽ đánh nhau, không ngờ lại ở đó bắn sóng, chán thật. Đại đạo rất đơn giản, sẽ sớm xem được thôi. Đừng chỉ đứng xem kịch, chúng ta vẫn còn 4 mục tiêu chưa hoàn thành. Các người nghe rõ đây, ta sẽ chỉ nói một lần thôi, một là thần phục, một là chết. 4 cái thiên đạo phát ngôn mà thôi, xem ngươi có thể làm được không? Nếu là thiên đạo phát ngôn của vũ trụ 9, ta vẫn biết thân phận của hắn, nhưng ngươi chỉ là đến từ vũ trụ chiều. Tự tìm cái chết, đừng có trách ta, người duy nhất có thể giết ta là Trần Nam. Trung kiếm tuyệt chiêu, quỷ nhất. Tại sao ngươi lại dùng kiếm tấn công ta mà không nói trước? Một kiếm trả một thiên, ngươi rốt cuộc là ai thế? Không tử tế, làm sao ngươi có thể cướp đầu người? Ta chọn tên nói nhiều. Này này, để lại cho ta một tên. Thật không dễ dàng gặp được đối thủ có chút thực lực. Ta cũng muốn tập thể dục một chút. Người nhiều chào ít, mọi người tự do phát huy. Ai đánh chết là đầu của người đó. Ta vẫn là xem náo nhiệt đi, thực sự không ở cùng một kênh. Chúng cường giả điên cuồng cướp đầu người, rất nhanh giết chỉ còn lại Thanh Thiên. Hắn lập tức bối rối. Quái vật, toàn là quái vật. Chúng ta nói thế nào cũng là người phát ngôn của thiên đạo, cho chút mặt mũi không được sao? Chỉ còn một cái đầu, các ngươi ai muốn? Hắn là của ta. Vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiền bối cũng không biết khiêm tốn với vãn bối. Chúng ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Họ cũng có chút thực lực, có quá nhiều người ra tay, ta đánh không hài lòng. Bên kia sắp phân thắng bại rồi. Cả hai đều có sức mạnh như nhau, ngươi không thể làm gì ta. Có vẻ như ngươi đã quên một điều, ta không chỉ có một mình. Thiên tâm dược, lực lượng truyền thụ. Đây là sức mạnh của hắn, ngươi đột nhiên trở nên mạnh hơn. Kết thúc rồi, thiên đạo luật pháp, miểu sát, nuốt chửng. Hắn sống lại cũng tốt, một lần giải quyết vĩnh viễn trừ hậu họa. Cảm giác thật bất an. Vừa rồi chiến đấu sử dụng quá nhiều thiên đạo pháp tắc, làm phiền đến các thiên đạo của thế giới khác. Họ sắp thức tỉnh rồi. Làm phiền, một hai thiên đạo ta còn có thể xử lý được. Nhiều quá thật sự không đánh được. Hơn nữa vợ và con gái ta đều ở thế giới này, trong thời gian ngắn không thể rời đi kịp. Sức mạnh của họ không tệ, vừa rồi đã giết 4 thiên của thiên đạo chiều. Tại hạ Trần Nam, vừa rồi có chút hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Mong các vị có thể giúp ta trợ lực, gia cố phong ấn thiên mộ, nếu không vũ trụ chính sẽ có đại kiếp. Không đánh không quen biết, các vị, động thủ đi. Đại đạo tam thiên, vạn lộ đồng quy, thiên địa đạo văn, vĩnh chính thiên mộ, sửa chữa phong ấn. Thành rồi, chúng ta đang chơi một trận đấu. Ta sẽ trấn thủ thiên mộ, trong nhà còn có rất nhiều vợ con, không đi tham gia náo nhiệt đâu. Chúc các vị giành được chiến thắng. Tạ lời tốt của Trần huynh. Còn một chuyện nữa, người của thiên quốc lèn vào thiên mộ, luôn cảm thấy họ sẽ không trở về mà không được gì. Ta vừa dùng thần niệm kiểm tra một chút, đúng là trong thiên mộ bị mất một số thứ. Bên trong đây không tính là gì cả, nhưng lấy ra ngoài nó sẽ là sự tồn tại phi thường.